Để cảnh báo trước tình trạng tiếp tục lún đất gây nứt nhà dân tại đường Nguyễn Văn Trỗi và Trường Công Định, Đà Lạt, công ty cổ phần địa chất Kawasaki Nhật Bản vừa tiến hành lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tự động tại khu vực. Thiết bị quan trắc tự động này được kết nối với một sợi dây giãn và được đặt trong ống nhựa có chiều dài 10m, chiều rộng 9cm. Thiết bị này được dùng để kiểm tra độ dịch chuyển của vết nứt trên tường nhà. Vì trong trường hợp nếu tường nhà tiếp tục bị nứt thì sợi dây sẽ giãn ra và dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Điều này sẽ giúp cho đoàn công tác thu thập những dữ liệu cần thiết, từ đó có những khuyến cáo cho người dân trong vùng bị lún đất để có giải pháp tránh những sự cố thiệt hại có thể xảy ra. Thiết bị quan trắc tự động được lắp đặt tại số nhà 27 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt. Đây là một trong những căn nhà bị ảnh hưởng nặng nhất của hiện tượng lún đất, nứt tường ở Đà Lạt trong những ngày vừa qua. Thì bây giờ gia đình cũng chưa biết là xử lý được như thế nào. Tại bây giờ mà nói giết thịt ăn thì cũng thấy không thể ăn hết được như thế. Mà bây giờ mà gọi thương lái đến mua thì rẻ, thương lái cũng không mua. Nuôi gầm cự thì bây giờ ấy là mình cũng hạn chế cho ăn. Nhưng mà bây giờ không cho ăn thì nó lại...